Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Tin chấn động ở Biển Đông, trời diệt Trung Quốc thật rồi. Khi hôm qua, Liên minh ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên đồng loạt tấn công phá nát một đảo nhân tạo của phía Trung Quốc làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình khóc như mưa rào, thưa quý vị. Theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối đối với Trung Quốc, nhưng lại là một ngày nhiều tin vui cho Việt Nam, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Khi liên minh ba nước lớn nhất trên thế giới đó chính là Mỹ, Nga và Triều Tiên hợp sức với nhau, dội bom phóng tên lửa, phá nát một trong 7 quần đảo nhân tạo lớn nhất của phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông. Nhiều ý kiến cho rằng, trời đang phạt Trung Quốc, nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình vì trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác cho nhân loại. Thưa quý vị, theo thông tin từ tờ báo của Mỹ miêu tả rất chi tiết như sau, vào lúc 19:30 tối ngày hôm qua, khi bầu trời bắt đầu chuyển từ sáng sang tối, ngoài Biển Đông đang có những cơn mưa nặng hạt, làm cho nhạt nhòa cả một vùng trời và một vùng biển, thì bất ngờ chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden cùng hai nhà đồng cấp Tổng thống Nga, ông Putin và nhà lãnh đạo tối cao tài ba ông Kim Jong-un của Triều Tiên đã phát động một cuộc công kích dữ dội nhằm vào các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Mục đích Mỹ, Nga và Triều Tiên muốn phá nát một trong số 7 hòn đảo nhân tạo lớn mạnh nhất của Trung Quốc đang cho đồn trú các căn cứ quân sự của Bắc Kinh trên những hòn đảo này. Và trong cuộc công kích chớp nhoáng ngày hôm qua, hãng CNN của Mỹ cho biết, ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên đã điều rất nhiều vũ khí hủy diệt cấp độ của thế giới đem đến Biển Đông để tiêu diệt phía Trung Quốc. Được biết, chính quyền Tổng thống Biden đã trực tiếp lệnh cho cánh tay phải của mình là ông Lloyd Austin đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, cho ba lực lượng, không quân, hải quân, quân đội của Hoa Kỳ, điều 6 tàu sân bay lớn nhất thế giới, đi theo hộ tống là 5 máy bay tàng hình F-35 và 3 máy bay ném bom B-52, cùng một dàn tàu khu trục với 3.000 lính thủy chiến. Còn quân đội của Tổng thống Nga, ông Putin cũng điều một lực lượng hùng hậu không thua kém gì lực lượng của Mỹ. Quân đội của Nga cho điều 3 tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng năng lượng hạt nhân có gắn ngư lôi thủy chiến. Các quả ngư lôi trên tàu ngầm của Moskva có thể bắn vỡ, bắn sập 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của phía Trung Quốc. Những quả ngư lôi trên tàu ngầm hạt nhân của Nga sẽ san phẳng các đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh. Ngoài ra, quân đội của Tổng thống Nga, ông Putin còn cho điều gấp 3 con tàu chiến mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường để áp sát 3 hướng đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh. Sau cùng là sự kết hợp của quân đội của Bắc Triều Tiên. Được biết, nhà lãnh đạo tuổi trẻ tài cao và rất máu chiến ông Kim Jong-un đã không trực tiếp chỉ đạo cuộc tấn công ngày hôm qua, mà ông Kim đã ủy quyền cho cô em gái của ông là bà Kim Jo-yong, một trong những nữ tướng hàng đầu của quân đội Bắc Triều Tiên, và đích thân bà Kim Jo-yong đã phát động cho quân đội của Bình Nhưỡng, mang theo 31 của tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân. Được biết, nếu 30 quả tên lửa này mà cùng phóng một lúc, thì 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông sẽ tan thành xác pháo, sẽ biến thành tro bụi, tất cả sẽ trở về hư không và sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ của thế giới. Khi đó trên Biển Đông sẽ không còn xuất hiện 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc nữa, thưa quý vị. Tờ báo CNN của Mỹ còn cho biết, sau 1:30 chuẩn bị và tấn công, với một lực lượng hùng hậu bậc nhất trên thế giới, với một đội quân không có một thế lực nào có thể ngăn cản bởi sự kết hợp liên minh ba nước có nền an ninh quốc phòng, quân sự hàng đầu trên thế giới, đã nhanh chóng san phẳng một đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Cùng ngày, hãng tin BBC News cũng đã đưa tin nói rằng, quân đội của Mỹ, Nga và Triều Tiên chỉ mất chưa đầy 9 phút, chính xác là 8:50. Các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc đã mất hút trên Biển Đông, nơi đây chỉ còn là tro tàn và nước biển. Ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng, tại sao Liên minh Mỹ, Nga, Triều Tiên lại chỉ cho phá nát một quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, trong khi đó, phía Bắc Kinh đang có 7 hòn đảo nhân tạo đang án ngữ ở ngoài Biển Đông. Thì xin thưa với quý vị rằng, trong một bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đã lên tiếng nói rằng Mỹ, Nga và Triều Tiên chỉ muốn đánh một hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc bởi vì ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Nga đang chịu áp lực rất nhiều bởi con virus Vũ Hán. Hiện tình hình nội bộ ở Mỹ và Nga đang có những người nhiễm và số ca tử vong cao nhất trên thế giới. Hiện Mỹ đã đạt con số trên 1.500.000 người bị nhiễm và hơn 100.000 người đã tử vong, còn nước Nga đang xếp thứ hai chỉ sau Mỹ. Đây chính là lý do vì sao Mỹ, Nga không cho san phẳng tất cả 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, mà chỉ cảnh cáo phía Trung Quốc một hòn đảo mà thôi trong thời gian tới. Ông Lloyd Austin nói rằng, nếu đại dịch Covid được khống chế tại Mỹ và Nga thì hai cường quốc số 1, số 2 về nền an ninh quốc phòng, cũng như vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất trên thế giới,
sẽ quay trở lại Biển Đông để san phẳng 6 hòn đảo còn lại của phía Bắc Kinh, trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có, thưa quý vị. Theo hãng BBC News, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, hiện cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đang khóc như mưa rào khi nghe tin một hòn đảo nhân tạo đã bị liên minh ba nước Nga, Mỹ và Triều Tiên san phẳng. Bắc Kinh cho rằng ba nước trên làm như vậy là không thể nào chấp nhận và không thể nào dung tha. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nói rằng, hành động nguy hiểm trên chính là đổ dầu thêm vào lửa và có thể nó sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, một mình Nga hoặc Triều Tiên hay Mỹ cũng sẽ đánh tan phía Trung Quốc, chứ đừng nói tới việc ba nước trên hợp sức lại, liên minh lại, cùng đánh Bắc Kinh một thể. Vì thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị thất thủ và sẽ bị thất bại thảm hại cho mà coi. Thưa quý vị, sau khi bị Mỹ, Nga và Triều Tiên đồng loạt dội bom và phóng tên lửa phá nát một thực thể nhân tạo ở ngoài Biển Đông, tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc đã trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua là bà Hoa Xuân Oánh, đồng thời có cả ông Cảnh Sảnh. Hai ông bà này đã trực tiếp nói với truyền thông của Trung Quốc cũng như truyền thông của quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh rằng yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, yêu cầu chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un hãy hết sức bình tĩnh và kiềm chế, yêu cầu ba nước trên phải tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Ba nước trên cần tôn trọng luật pháp của Bắc Kinh nữa, nếu không Trung Quốc sẽ ra tay, san phẳng cả ba nước cùng một lúc. Trong một bài phát biểu, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình nhất trên thế giới. Trung Quốc chưa bao giờ đi gây hấn hay đi gây gổ với một nước nào cả. Bắc Kinh đang cho xây dựng, bồi đắp những thực thể nhân tạo là nằm trong phạm vi đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò này đã được cả thế giới, trong đó có Liên Hợp Quốc công nhận, đề nghị Mỹ, Nga và Triều Tiên phải bồi thường thích đáng cho việc đã phá hủy một đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc còn cho biết, hiện ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh đang có chuyến công tác chu du ở đất nước Campuchia, nhưng ông cũng đã kịp lên sóng truyền thanh và phát biểu ở thủ đô Ôn Tanh cho rằng, nếu như Mỹ, Nga và Triều Tiên không cho rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, nhất là phạm vi đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, thì không quân, hải quân, quân đội và lực lượng bảo vệ của Trung Quốc sẽ ra tay trừ khử ba nước cùng một lúc. Thưa quý vị, được biết, sau khi phá nát một quần đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ Lloyd Austin, được cho là cánh tay phải của Tổng thống Joe Biden, đã có một bài phát biểu cứng rắn tại Nhà Trắng. Ông Lloyd Austin nói rằng, Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn thế giới, Trung Quốc đáng bị trừng phạt và các đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh đáng bị san phẳng. Ông Lloyd Austin nhấn mạnh, lẽ ra Mỹ đã ra tay san phẳng những cái đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở Biển Đông từ lâu rồi, nhưng do đại dịch Covid cho nên Mỹ đành phải gác lại. Ông nói rằng trong thời gian tới, nếu đại dịch Covid được khống chế thì Mỹ sẽ ra tay san phẳng toàn bộ số đảo còn lại của Trung Quốc để trả lại bình diện cho thế giới. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối và đau thương cho phía Trung Quốc, nhưng lại là một ngày rất là vui mừng cho cả nước ở trong khu vực khối ASEAN cũng như ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, bởi vì những hòn đảo của phía Trung Quốc là tai ương, nghiệp chướng của Biển Đông, nó cần bị san phẳng và xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới, bởi vì những hòn đảo này được phía Trung Quốc bồi đắp, xây dựng hoàn toàn trái phép nhằm mục đích thôn tính Biển Đông. Chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho đặt các căn cứ quân sự cũng như lắp đặt radar phòng thủ tên lửa, xây dựng sân bay, bến cảng ở 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp để hòng khống chế khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thôn tính của phía Trung Quốc là muốn chiếm đóng Biển Đông trước khi chiếm đóng biển Hoa Đông và biển Hoàng Hải để trở thành ngôi vương số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga cùng Nhật Bản. Đó là một trong những lý do vì sao mà trong thời gian dài vừa qua, Trung Quốc liên tục bành trướng, gây sức ép, dùng vũ lực chiếm đóng các thực thể ngoài Biển Đông cho bằng được. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông khi hôm qua, tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, Indonesia đã xác nhận gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Yêu sách vô lý đó là gì? Đó chính là yêu sách đường lưỡi bò, hay còn gọi là con đường chín đoạn, và yêu sách tứ xa của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Indonesia đã xác nhận nước này đã chính thức gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, phản đối, bác bỏ các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Indonesia đã thông qua đại diện thường trực của nước này tại New York, gửi công hàm ngoại giao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các quan chức liên quan tới vấn đề hàng hải ở Biển Đông, tái khẳng định lập trường của Indonesia cùng một số nước ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Myanmar và Philippines về việc Trung Quốc liên tục gây những tổn thương cho Biển Đông, cũng như vùng biển của các nước trong khu vực. Indonesia xác nhận bản đồ đường chín đoạn, hay còn gọi là bản đồ đường lưỡi bò, hàm ý các yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tại vùng biển này không có cơ sở pháp lý quốc tế,
và điều này có một ý nghĩa là đã vi phạm Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Là một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ năm 1982, Indonesia luôn kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước về Luật Biển. Chính quyền Tổng thống của Indonesia tuyên bố, chính phủ của nước này sẽ không ủng hộ các yêu sách trái phép, cũng như là trái với luật pháp quốc tế mà phía Trung Quốc gây ra cho Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Bình luận về các vấn đề trên truyền thông của Jakarta, Indonesia cũng như truyền thông của thế giới, Indonesia cho rằng Biển Đông có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi cho các nước trong khu vực, nhưng phía Trung Quốc liên tục dùng vũ lực để xâm chiếm. Nơi đây có nhiều tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới. Khu vực này cũng là nơi có những trữ lượng tài nguyên thiên nhiên và dầu mỏ phong phú bậc nhất trên hành tinh. Vì vậy mà phía Trung Quốc luôn khát khao nhòm ngó tới, đề nghị Liên Hợp Quốc cũng như các nước lớn trên thế giới hãy ra tay trừng trị Trung Quốc để cho Bắc Kinh không được lộng hành ở ngoài Biển Đông nữa, trả lại bình yên cho Biển Đông, cũng như bình yên tại vùng biển một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông và góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nhiều tuần trở lại đây, miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 60 năm qua, trong khi đó ở miền Bắc nước này lại đang bị nắng nóng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 7 tỉnh miền Nam đã chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc. Hàng trăm ngàn người dân Trung Quốc sơ tán vì đợt mưa lũ kỷ lục 60 năm. Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã gây lụt lội và lở đất ở khu vực miền Nam, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Mưa như chút đã khiến nước tràn bờ đến mức nguy hiểm tại sông Châu Giang những ngày gần đây, đe dọa hoạt động sản xuất, vận tải đường thủy và logistics trong bối cảnh các chuỗi cung ứng đang gặp sức ép vì các lệnh phong tỏa của Trung Quốc để phòng đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến nay đã lên tới 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Tại tỉnh Quảng Tây, nước bùn tràn vào các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán người dân trên xuồng cao su. Tỉnh này chứng kiến mức lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 2017. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, mực nước của 28 con sông ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo, trong khi mưa vẫn tiếp diễn trong ngày hôm qua. Gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông. Lũ lụt do mưa lớn đã gây ra, buộc 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô la Mỹ. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết, Quảng Đông là một trong số ít 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết ở tỉnh Quảng Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ gây ngập đường cuốn trôi nhà cửa và xe cộ ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi bị nặng nhất. Sáng ngày hôm qua đã phát cảnh báo đỏ về lũ lụt sau khi nhiều vùng nông thôn ở đây và thành phố chính Phật Sơn của tỉnh này đã nâng cảnh báo lũ lụt trong những ngày gần đây. Trong khi đó, tỉnh Giang Tô ngày hôm qua cũng đã phát cảnh báo đỏ vì lũ lụt. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã được sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Trước đó, hồi đầu tháng, ít nhất 21 người đã không qua khỏi vì lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961. Với lượng mưa trung bình lên đến 621mm trong 46 ngày, Tân Hoa Xã dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin, lượng mưa đó tương đương với 90% tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm ngoái. Trung Quốc tập trung cho công tác chống lũ lụt tại các tỉnh miền Nam. Nhóm công tác của Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã đến các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông trong ngày hôm qua để kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ ở khu vực sông Châu Giang. Theo dự báo thời tiết, mưa rơi liên tục ở lưu vực sông Châu Giang từ hôm qua đến hôm nay sẽ gây ra áp lực cho công tác phòng chống lũ lụt trên các sông ngòi, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn của các hồ chứa và ứng phó ngập úng đô thị. Tình hình phòng chống lũ ở khu vực sông Châu Giang rất phức tạp.
Theo đề nghị của Cơ quan Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng Cục Dự trữ Vật tư và Lương thực Quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 180 thiết bị cứu sinh, 119 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với Cơ quan Khí tượng, Bộ Thủy lợi, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở lưu vực sông Châu Giang cũng như khu vực trung và hạ lưu của sông Trường Giang. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này có mực nước lũ vượt mức báo động, với mức cao nhất lên đến 5,19m. Trong ngày hôm nay, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã liên tục phát đi cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát huy trong năm nay ở Trung Quốc. Lũ vượt mức báo động, Trung Quốc phát cảnh báo cao nhất. Một đợt mưa lớn đang trút xuống nhiều địa phương Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất đầu tiên trong năm. Vào lúc 10 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ hai trong 4 cảnh báo theo màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm nay, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành của nước này từ Bắc tới Nam, trong đó riêng các tỉnh phía Nam như là Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên đến 180mm. Chỉ trong sáng ngày hôm qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát huy trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên tới 5,19m. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ tại đây. 5 người dân đã được báo cáo là không qua khỏi ở Liễu Châu, Quảng Tây khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy do lũ quét vì mưa lớn trước đó. Sáng ngày hôm nay, Liễu Châu vẫn giữ mức cảnh báo mưa lớn màu cam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. Gần 220.000 người đã phải di rời vì mưa lũ tính đến ngày hôm qua ở tỉnh Phúc Kiến. Vì sao Trung Quốc hứng chịu mưa lớn bất thường? Giới chuyên gia thời tiết cho biết điều kiện hiện tại đang tạo thuận lợi cho mưa bão lớn ở miền Nam và nắng nóng ở miền Bắc. Theo nhà phân tích Wang Wei của trang tin thời tiết Trung Quốc, không khí lạnh cùng với không khí ẩm đang hội tụ và giằng co ở miền Nam. Mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày mai ở Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây, sau đó di chuyển lên phía Bắc. Mưa lũ thường kỳ ở Trung Quốc thường rơi vào tháng 6. Nghiêm trọng nhất là tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc sông Trường Giang cùng Phụ Lưu. Nhưng vài năm gần đây, mưa lũ ngày càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái đã ghi nhận lượng mưa lũ kỷ lục 672,1mm, cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin, ít nhất 1,1 triệu người dân Giang Tây đã bị mưa lũ ảnh hưởng, 223.000 ha đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị phá hủy. Đầu tháng 6, mưa như chút nước ở miền Nam đã khiến ít nhất 32 người không qua khỏi, hơn 2.700 ngôi nhà và 96.160 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa gạo Hồ Nam bị phá hủy. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ còn có xu hướng nặng nề hơn do tác động của suy thoái rừng, săn lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Trái ngược với miền Nam thì các tỉnh miền Bắc như là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu thủ phủ của tỉnh Hà Nam
nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone đã đặt một xưởng sản xuất đều vào khoảng 40 độ vài ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo rằng nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày mai với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng 6 ở khu vực là hiện tượng hiếm khi xảy ra. Từ đầu tháng tới nay, tại khu vực phía Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nặng nề gây ra lũ lụt. Đây không phải là hiện tượng lạ, mà đất nước tỷ dân này thường xuyên bị lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn nhất ở miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên năm nay, điều đáng chú ý là mức độ lũ lụt lớn nhất thường sôi đổ nhiều kỷ lục. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc, một địa phương Trung Quốc dự báo mực nước cao nhất trong 100 năm. Mới đây, tại thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Dự kiến mực nước đạt đỉnh cao tới khoảng 36,1m sẽ xuất hiện tại Anh Đức, dòng chính của sông Bắc Giang vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm nay theo giờ Trung Quốc. Con số mực nước kỷ lục này vượt mức cảnh báo trước đó tới 10,1m. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, mực nước lưu vực sông Bắc Giang lần này sẽ đạt kỷ lục cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Việc kiểm soát tình hình lũ lụt tại Anh Đức đang được chính quyền Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt để tránh thiệt hại tối đa về người và của. Các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút cảnh báo người dân về thiên tai. Trước mắt, đợt mưa lớn này đã khiến nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến nay, thị trấn đã di tản thành công hơn 4.000 người. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu bảo vệ người dân trước đợt lũ lịch sử. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường mới đây đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và an toàn cho người dân. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông, dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về, trong những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối một giây vào ngày hôm nay, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lụt tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc, Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam gồm Phúc Kiến và Quảng Tây những tháng qua hứng chịu lũ lụt khủng khiếp, buộc hàng triệu người phải sơ tán. Từ chiều ngày hôm qua, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên tới 150mm. Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất, yêu cầu những khu vực rủi ro đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh và dừng các dịch vụ giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân trong các cộng đồng dọc theo bờ sông và các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm qua. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời. Tại thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông, hàng trăm lều được dựng lên trên sân thể thao. Theo hãng tin Tân Hoa Xã tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, tức 70,21 triệu đô với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Theo Tân Hoa Xã, ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn và thường xuyên hơn.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến nay đạt 621mm, cao nhất kỷ đến năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo, thiên tai ngày càng thảm khốc. Thời tiết cực đoan có thể do biến đổi khí hậu gây ra đang gây khó khăn cho Trung Quốc. Từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho tới lũ lụt lớn ở nhiều khu vực miền Nam, với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt quá mức cảnh báo động. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, với nhiều kinh nghiệm trong đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc năm ngoái, Trung Quốc đã hành động hiệu quả và kịp thời, nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia, cảnh báo màu cam về nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh về mưa lớn và 2 cảnh báo màu vàng về dông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù. Vừa qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền trung ương bao gồm cả lều trại đã được chuyển đến khu vực này. Wang Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng so với năm ngoái, khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu đã gặp nạn khi di tản người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người đã bị thương nặng. Đó là một bài học rất đau lòng cần được rút ra. Cơ quan Cứu trợ hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo gần đây, lũ lụt không phải là chuyện bất thường vào mùa hè, song tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng đang có xu hướng gia tăng khi trái đất nóng lên, không khí ấm hơn và có thể giữ nhiều hơi nước hơn trước khi mây trút xuống, nghĩa là nước mưa sẽ được trút xuống ồ ạt hơn. Chuyên gia Rosie Matikan tại Viện Khí tượng nhiệt đới Ấn Độ giải thích, đồng thời khẳng định đây có thể là nguyên nhân khiến mưa lũ ngày càng tồi tệ ở Bangladesh, nơi nhiệt độ trung bình đã tăng thêm ít nhất 0,5 độ C kể từ năm 1976. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt nhiều nơi đã vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng liên tục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có số dân đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng đã đạt 92,94 triệu kW vào ngày hôm qua, vượt mức cao nhất của năm 2020 là 90,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW vào ngày hôm qua. Wang Ganchan, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng, đợt nắng nóng cực độ miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1 đến 2 tháng. Biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia khí tượng Li Kuo-pin tại Đại học Thành Đô nhận định, lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp về phía Bắc. Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ, đang di chuyển sang phía Nam. Do đó, mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc. 99 con sông đang báo động lũ, miền Nam Trung Quốc nín thở. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, ông Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc.
các quan chức địa phương cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trên khắp miền Nam Trung Quốc, nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó chủ yếu tập trung tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Cường quốc ngay sát Việt Nam này đang chứng kiến trận lũ lụt với mực nước được cho là kỷ lục trong suốt 60 năm trở lại đây. Mới nhất, Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao, buộc hàng trăm nghìn người dân phải sơ tán, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Thưa quý vị, thành phố Thiều Quan của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày hôm qua nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, mức cao nhất trên thang cảnh báo. Ngư dân sống dọc bờ sông và các khu vực trũng thấp lân cận được yêu cầu sơ tán đến vùng cao hơn sau khi nước lũ dâng lên mức cao nhất trong 50 năm qua. Gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông khi khu vực miền Nam nước này hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong 60 năm qua vào cuối tuần qua. Cơ quan khí tượng khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, lũ lụt sau mưa lớn gây ra khiến 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô. Giới chức địa phương cho biết nhiều công trường xây dựng, cơ sở kinh doanh, phương tiện công cộng và bến tàu có thể phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Mực nước sông Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông tăng quá mức cảnh báo, vượt kỷ lục năm 1994. Thành phố Thanh Viễn gần Thiều Quan nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào trưa ngày hôm qua vì nước sông dâng cao. Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ, gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ. Tại tỉnh Giang Tây, giới chức ban hành báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo Xinhua ước tính, thiệt hại kinh tế do mưa lũ lên tới 470 triệu nhân dân tệ, hơn 70 triệu đô, với hơn 43.300 hectare hoa màu bị phá hủy. Trung Quốc thường hứng chịu mưa lũ vào mùa hè, nhưng các chuyên gia môi trường cho biết biến đổi khí hậu đã gây ra những trận mưa lớn nghiêm trọng và tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Lượng mưa các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1960, với lượng mưa trung bình lên tới 621mm trong 46 ngày, Xinhua dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin. Lượng mưa đó tương đương 90% tổng lượng mưa cả Trung Quốc trong năm 2021. Các chuyên gia thời tiết nói rằng, thời tiết cực đoan khiến miền Nam Trung Quốc đón nhận nhiều mưa bão, trong khi miền Bắc hứng nhiều trận sóng nhiệt hơn. Mùa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng 6 và xảy ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông nghiệp đông dân dọc sông Trường Giang và các nhánh của con sông này. Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ ngày càng tồi tệ. Mùa hè năm ngoái, tổng số 398 người thiệt mạng trong đợt lũ nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung, trong đó có 12 hành khách thiệt mạng trong toa tàu ngập nước. Đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh hôm qua và sau đó dịch chuyển về hướng Bắc. Có thể thấy mưa lũ năm ngoái đã khiến Trung Quốc thiệt hại nặng nề về người và của và để lại những ký ức kinh hoàng khó quên với người dân nơi này. Mới bắt đầu vào mùa lũ năm nay, những hậu quả bước đầu của trận mưa lũ miền Nam Trung Quốc đã ghi nhận những con số đáng chú ý. Dự đoán năm nay, diễn biến thời tiết tại quốc gia này còn tương đối tồi tệ và khắc nghiệt hơn so với mức trung bình trong lịch sử. Hy vọng với những dự báo và kế hoạch sơ tán kịp thời, những con số thương vong và thiệt hại sau trận mưa lũ năm nay sẽ được hạn chế tối đa. Trung Quốc đang cùng lúc chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và lũ lụt nặng nề ở miền Nam. Sau trận lũ kinh hoàng diễn ra vào năm ngoái, chính quyền nước này đã có những thay đổi gì để đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Vậy Trung Quốc sẽ chống chọi với nắng nóng và lũ lụt thế nào? Thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận thời tiết cực đoan có thể do biến đổi khí hậu gây ra đang gây khó khăn cho Trung Quốc. Từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho đến lũ lụt lớn ở nhiều khu vực miền Nam với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt qua mức báo động. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, với nhiều kinh nghiệm đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc năm ngoái, Trung Quốc đã hành động hiệu quả, kịp thời và nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay.
Riêng ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cục Khí tượng Trung Quốc CMA đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia, cảnh báo màu cam về nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh về mưa lớn và 2 cảnh báo màu vàng về dông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù. Theo Bộ Thủy lợi, 85 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo trong khoảng thời gian 24 giờ ngày hôm qua. Tại lưu vực sông Châu Giang, hơn 54 con sông vượt quá mức cảnh báo trong nhiều ngày. Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang, một bộ thủy lợi cho biết, mưa xối xả dự kiến sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới, sẽ tiếp tục nâng cao mực nước và có khả năng gây ra lũ lụt và lốc xoáy. Ủy ban đã ban hành 17 cảnh báo lũ lụt và lệnh điều phối cho 24 hồ chứa dọc theo lưu vực sông Châu Giang. Ngày hôm qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây, khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền Trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền Trung ương, bao gồm cả lều trại đã được chuyển đến khu vực này. Wang Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng, các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng so với năm ngoái khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam và Quý Châu đã thiệt mạng khi sơ tán người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người bị thương nặng. Đó là một bài học lớn cần được rút ra. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp gần đây. Trong khi đó, khoảng 12 tỉnh và khu vực chủ yếu ở phía Bắc Trung Quốc đang chống chọi với đợt nắng nóng cực độ, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở một số tỉnh như Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam. Để đối phó với nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, tỉnh Hà Nam nơi có nhiệt độ lên tới 40 độ C hôm qua đã điều phối điện từ các tỉnh khác và tăng cường bảo trì thiết bị điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tuần trước cho biết nước này có đủ công suất phát điện. Sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đầu mối tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và trữ lượng than của các nhà máy điện điều phối cũng ở mức cao kỷ lục, là nền tảng vững chắc để Trung Quốc đảm bảo an ninh điện trong mùa cao điểm hè. Wang Wenchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng, đợt nắng nóng cực độ ở miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1-2 tháng, biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia khí tượng Li Guobin tại Thành Đô nhận định, lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp từ phía Bắc. Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ, đang di chuyển xuống phía Nam. Do đó, mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một quốc gia sẽ không thể phát triển ổn định nếu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trung Quốc sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đối phó với những biến đổi khí hậu khắc nghiệt, cộng thêm những trở ngại của dịch bệnh COVID-19. Thời gian gần đây, các đại đô thị liên tiếp biến thành sông. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt thách thức. Những trận mưa như chút nước xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch này và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng ngay lập tức không phải điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính bởi thế, trị thủy trở thành khao khát kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê, đào kênh thoát nước, những thập niên qua, Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện. Bất chấp số lượng đập ngày một nhiều, lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí, trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa, dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải bất cứ quốc gia đơn lẻ nào, ngay cả khi đó là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống.
Thành phố Thiều Quan đã hứng chịu lượng mưa lớn trong vài ngày, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố. Nước lũ đục lên rất nhanh và nhấn chìm nhiều đoạn đường ven sông trên địa bàn thành phố. Nước lũ dâng cao đến một tầng, tầng 1 của ngôi nhà đầy nước, bên ngoài ngôi nhà giống như một đại dương bao la. Ngoại trừ những tòa nhà lộ ra trong nước, đất canh tác đều bị ngập. Ông Pan, một người dân địa phương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng thông tấn Trung Quốc, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng mưa lớn liên tục. Ông Pan, một người dân địa phương cho biết, Bộ Chỉ huy Phòng vệ ba thành phố Thiều Quan đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1, yêu cầu tất cả những người bị ảnh hưởng ở cả hai phía Ngô Giang, Trấn Giang và Bắc Giang phải được chuyển đi. Phóng viên đến ngoại ô thôn Quần Tinh, thị trấn Triệu Trung, huyện Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, nhìn xung quanh toàn bộ ngôi làng là đầm lầy, người ta đã tiến hành công việc. Theo quan trắc của Cục Khí tượng Thiều Quan, mực nước đỉnh lũ lúc 21 giờ là 56,11 m, lưu lượng đạt 9.300 m3 trên giây. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 17 giờ ngày hôm nay, toàn thành phố đã có mưa lớn, trong đó có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ ở Trấn Giang và Quảng Tây. Lượng mưa trên bề mặt trung bình của thành phố là 88,6 mm và có 19 trạm trên 200 mm. Đến khoảng 19 giờ 30 phút đêm hôm đó, một số người dân địa phương cho biết cả gia đình họ vẫn bị mắc kẹt trong làng. Nhận được tin báo, nhân viên tại chỗ đã lập tức tổ chức xuồng xung kích vào làng ứng cứu. Khi màn đêm buông xuống, lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiến về phía trước theo chỉ dẫn chung của dân làng, xoay trở. Cuối cùng, họ cũng có mặt tại vị trí cứu hộ sau khoảng 40 phút. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã kịp thời phát hiện những người bị mắc kẹt và tiến hành công tác cứu hộ. Lưu Tiểu Bình, đội trưởng đội 3 và đội 7 của Đại đội Khẩn cấp Dân quân ở quận Quảng Tây, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông cho biết việc giải cứu vào ban đêm quả thực rất khó khăn, chủ yếu là do không nhìn thấy phương hướng vì vị trí của những người bị mắc kẹt. Người dân ở tương đối xa, việc xác định vị trí cụ thể của họ sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi vẫn đi vòng quanh đây một lúc. Cuối cùng, sau khi băng qua rừng mía, chúng tôi nhìn thấy đồng đội của mình đi qua trên một chiếc thuyền. Chúng tôi đã đi theo và cuối cùng đưa những người bị mắc kẹt đến đích an toàn, Lưu Tiểu Bình nói với các phóng viên. Nhận được lệnh cứu trợ thiên tai, họ đã ngay lập tức tổ chức cán bộ có năng lực tham gia công tác chuyển dân. Do tình hình thiên tai ở thôn rất nặng và phức tạp nên công tác cứu hộ khó khăn như đêm hôm đó được thực hiện liên tục. Lưu Tiểu Bình giới thiệu, ngoài vị trí xa xôi, địa hình phức tạp, nước sâu, nông, nhiều khả năng thuyền cứu hộ mắc cạn. Nhưng chúng tôi vẫn vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng vớt được những người mắc kẹt. Sun Ji Kiang, bí thư đảng ủy thị trấn Triệu Trung, huyện Quảng Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, giới thiệu rằng thị trấn đã tập hợp một đội cứu hộ gần 400 người từ nhiều phòng ban khác nhau để thực hiện công tác cứu hộ này, đã được chuyển đến các khu tái định cư tương ứng. Theo nguyên tắc gần nhau, dân làng được chuyển đến các tòa nhà có địa hình tương đối cao để trú ẩn an toàn. Khó khăn chính là nước và mưa quá lớn, mang lại rủi ro lớn cho việc cứu hộ của chúng tôi. Sun Ji Kiang cho biết lực lượng cứu hộ của họ đã gặp rất nhiều nguy hiểm trong quá trình cứu hộ, thậm chí còn bị lật úp. Con tàu bị dạt vào vùng thấp, địa hình nằm và không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng ai cũng vượt qua khó khăn. Theo Văn phòng Phòng chống Thiều Quan 3, hiện tại, mực nước tại khu vực đô thị và vùng hạ lưu sông Bắc Giang tiếp tục xuống từ từ và sẽ xuống khoảng mực nước cảnh báo 53 m vào chiều nay. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 điểm tích tụ nước trong khu vực thành thị Thiều Quan và các sông, hồ và hồ chứa nước cũng dễ duy trì mực nước cao và các thảm họa địa chất đang tụt hậu. Tất cả các đơn vị trong thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác phòng chống lũ lụt theo trách nhiệm của mình. Phóng viên được biết, tính đến 11 giờ 20 phút có 9 điểm tích nước chính ở huyện Trấn Giang, tính đến 11 giờ ngày hôm đó có 3 điểm tích nước ở huyện Vũ Giang. Cục Khí tượng Thiều Quan dự báo rằng sẽ có mưa rào trong thành phố và quá trình mưa lớn dự kiến sẽ kết thúc. Phòng nhắc nhở, mưa lớn liên tục trong thời gian đầu đã dẫn đến hàm lượng nước trong đất ở các khu vực trên địa bàn thành phố đã bão hòa, cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống, sạt lở, sập núi, các dòng chảy mảnh vụn và chú ý đến nguy cơ tụt hậu của các thảm họa địa chất. Mưa lớn vẫn tiếp tục, Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến và nhiều tỉnh xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn trong thời gian gần đây. Lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Một số ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc, điện bị gián đoạn. Nhiều nơi đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức gay gắt. Kể từ tháng trước, miền Nam Trung Quốc đã trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài hơn một tháng.
Đợt mưa lớn này ở phía Nam bước vào thời kỳ mạnh nhất, đã có mưa to đến rất to ở gần Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Nam Quý Châu và mưa to đến rất to ở một số khu vực. Đợt mưa lớn này ở Quảng Đông chủ yếu tập trung ở Thiều Quan, Chiêu Khánh và những nơi khác. Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, so với cùng kỳ năm trước, lượng mưa ở hầu hết Nam Trung Quốc, phần lớn Tây Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Nam Hồ Nam và Đông Tây Tạng đã nhiều hơn. Trong số đó, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây đạt 621mm, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông CCTV News, đợt mưa lớn này ở Quảng Đông chủ yếu tập trung ở Thiều Quan, Chiêu Khánh, Anh Đức và những nơi khác. Tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, 10 nơi bao gồm Văn Nguyên ở Thiều Quan, Dinh Đê ở Thanh Viễn, Hoài Tế ở Triệu Khánh tiếp tục duy trì tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ và cũng có 7 cảnh báo mưa bão màu cam và 1 cảnh báo mưa bão màu vàng. Mực nước ở Trấn Giang, Ngô Giang và Bắc Giang trong khu vực đô thị chính của Thiều Quan tiếp tục dâng cao. Mực nước đỉnh cao 56,6m xuất hiện ở khu vực này vào lúc 11 giờ đêm qua, đạt mức cao nhất trong 50 năm qua. Thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 để kiểm soát lũ lụt vào ngày hôm qua. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến thành phố bị ngập úng, nhiều tuyến đường ở Thiều Quan bị ngập nặng. Một số phương tiện đậu trên đường bị nước lũ cuốn trôi trực tiếp, một số tuyến đường dân sinh bị nước lũ nhấn chìm. Bộ phận cứu hộ đã sử dụng xuồng cao su để chuyển những người bị mắc kẹt. Còn tại Quế Lâm cũng đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ, tất cả các tuyến xe buýt bị đình chỉ. Quế Lâm, Liễu Châu, Huệ Chi và những nơi khác ở Quảng Tây cũng trải qua những trận mưa lớn liên tục trên diện rộng. Trong số đó, lượng mưa tối đa tích lũy của Quế Lâm đạt 739,2mm và thành phố đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào ngày hôm qua. Dưới lượng mưa lớn liên tục, nhiều khu vực trong đô thị xảy ra tình trạng ngập úng ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều vùng trũng bị biển bao phủ, các tuyến xe buýt trong thành phố bị đình chỉ hoạt động. Giang Tây đã đưa ra 3 cảnh báo lũ lụt màu đỏ và 1 cảnh báo lũ lụt màu xanh lam liên tiếp vào ngày hôm qua. Tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, hồ Po Yang và 9 con sông ở Giang Tây đã trong tình trạng báo động, mực nước nhiều sông vẫn đang tăng. Thảm họa lũ lụt ở khu vực Sang Rao đặc biệt nghiêm trọng, khu vực đô thị địa phương bị lũ lụt bao vây, một số làng mạc và đường đất nông nghiệp bị ngập. Người dân phải khẩn trương di chuyển. Mưa xối xả liên tục cũng gây ra nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như lũ quét và lở đất. Phương Sung, trưởng dự báo quốc gia Trung Quốc cho biết có rất nhiều lượng mưa trong giai đoạn đầu ở Bắc Quảng Tây, Bắc Quảng Đông và những nơi khác và các khu vực trồng chéo lượng mưa liên tục có thể gây ra lốc xoáy trên núi, dòng chảy đá vụn và ngập úng đô thị, đặc biệt là ở khu vực có lượng mưa lớn và kéo dài. Cần đề phòng nguy cơ lũ trên các sông vừa và nhỏ đến các hồ chứa, đập dâng, đề phòng sạt lở. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ hôm nay, lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây sẽ suy yếu đáng kể, chủ yếu là mưa rải rác trong khi lượng mưa ở khu vực phía Bắc sẽ tăng lên. Phần phía đông của vành đai mưa chính sẽ dâng lên theo kiểu bậc thang về phía Bắc. Nó được dự báo sẽ nằm gần Hoàng Hoài, Giang Hoài và phần phía Bắc của Giang Nam và Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài và những nơi khác từ hôm nay đến cuối tháng. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở miền Nam Trung Quốc trong thời gian gần đây. Theo Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã đình chỉ hoạt động của các đoàn tàu đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu đi qua Thiều Quan. Theo báo cáo tin tức gia tăng, theo tin tức được phát hành bởi văn phòng 3 phòng của thành phố Thiều Quan, Quảng Đông vào lúc 8 giờ sáng nay, kể từ khi thuyền rồng nước, lượng mưa trung bình tích lũy của thành phố đã đạt 741,8mm và một số khu vực đạt 1527,5mm, vượt kỷ lục khí tượng kể từ đầu giá trị cực đoan lịch sử cùng thời kỳ. Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực thành thị Thiều Quan. Theo Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hành khách, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã đình chỉ hoạt động của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu, tàu đi qua Thiều Quan. Hiện tàu cao tốc chạy bình thường, hành khách nên chọn đường sắt cao tốc để đi lại. Theo giới thiệu của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, để đối phó hiệu quả với thảm họa lũ lụt do lượng mưa lớn gây ra, bộ phận đường sắt đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp kịp thời, chú ý theo dõi diễn biến lượng mưa. Gần 10.000 cán bộ, công nhân viên tuần tra canh gác các chốt chống ngập, các vị trí trọng điểm trong phạm vi quản lý 24/24 giờ, đồng thời liên tục tăng cường lực lượng trực ban chống ngập.
đồng thời tổ chức điều tra toàn diện các lối ra vào hầm, mái ta luy, nền đường và các khu vực liên quan đến các khu vực trọng điểm về phòng chống lũ lụt. Các đoạn đường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được sửa chữa kịp thời. Tính đến nay, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã mở thêm 29 chuyến tàu cao tốc, vận chuyển hơn 36.000 hành khách mắc kẹt. Trung Quốc đến nay đã phải hứng chịu những trận lũ lụt quy mô lớn và nhiệt độ cao, hàng trăm triệu người đang chìm trong nước sâu và nước nóng. Nhiều tỉnh khu vực phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc đồng loạt bị lũ lụt, nắng nóng gay gắt gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc bất tiện cho đời sống và sản xuất của người dân. Ở phía Bắc, nó vẫn đang tiếp diễn và khó có thể nói khi nào thiên tai sẽ hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông đã gây ra lũ lụt ở một số con sông ở lưu vực sông Châu Giang, buộc các nhà chức trách phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Trong đó, dòng chính của sông Bắc Giang gặp phải trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử vào hôm thứ Tư, trong khi phần lớn dòng chính của sông Bắc Giang đang trong tình trạng cảnh báo, khiến thành phố Lê Trang ở Thiều Quan và thành phố Anh Đức ở Thanh Viễn rơi vào cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Theo một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, từ 12 giờ trưa hôm qua đến 12 giờ trưa hôm nay, 99 con sông ở Trung và Hạ Lưu sông Tây Giang trên lưu vực sông Châu Giang đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo, dao động từ 0,01m đến 9,95m. Trong số đó, sông Bắc Giang ở Quảng Đông, sông Lệ An ở Giang Tây và những con sông khác đã trải qua những trận lũ lụt lớn nhất từng được ghi nhận. Tại tỉnh Giang Tây, nhà cửa và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác của khoảng 500.000 cư dân đã bị thiệt hại do lũ lụt, trong khi ở tỉnh Quảng Đông, gần 500.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mưa xối xả liên tục khiến đường xá ở nhiều thành phố bị sập, lũ cuốn trôi nhà cửa, ô tô và hoa màu của nông dân. Một số lượng lớn lũ lụt và hình ảnh của các nhân viên phòng cháy chữa cháy và cấp cứu cùng các tình nguyện viên giải cứu và những người dân bị mắc kẹt trong nước có thể được nhìn thấy trên mạng xã hội Trung Quốc. Lượng mưa lớn hiếm hoi trong vòng 60 năm đã ập xuống ít nhất các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo thời tiết thiên tai lũ quét đỏ cấp độ cao đầu tiên trong năm nay vào tối Chủ nhật. Lo ngại lũ lụt và lở đất, một số thành phố ở tỉnh Quảng Đông đã đình chỉ công việc, lớp học và thậm chí cả phương tiện giao thông công cộng trong thành phố. Trụ sở kiểm soát lũ lụt hạn hán và gió của tỉnh Quảng Đông đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 2 lên cấp độ 1 vào đêm thứ Ba. Tính đến tối thứ Ba, gần 230.000 người đã được di dời trên toàn tỉnh, trong khi dân số bị ảnh hưởng là 470.000. Ngoài ra, khoảng 1.729 ngôi nhà bị hư hại, 2.713 hecta cây trồng bị hư hại và thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 1,756 tỷ nhân dân tệ, khoảng 275 triệu đô la Mỹ. Trận mưa xối xả không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến nhiều tỉnh và khu vực ở Hoa Nam và Tây Nam Trung Quốc, mà ngay cả Bắc Kinh ở Hoa Đông cũng đưa ra cảnh báo mưa bão. Mực nước tại nhiều hồ chứa ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã gần đến mức cảnh báo và lũ lụt phải được xả xuống hạ lưu để đề phòng. Sau khi Trung Quốc bước vào mùa lũ và mùa hè hàng năm, lũ lụt ở Nam Trung Quốc, Trung Trung Quốc và Đông Trung Quốc thường xảy ra do mưa lớn. Tuy nhiên, lũ lụt xảy ra ở Nam Trung Quốc năm nay không chỉ sớm mà còn có cường độ không được nhìn thấy trong nhiều thập kỷ. Lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, việc làm và cuộc sống hàng ngày của người dân. Trong khi nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc bị ngập sâu, thì nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc lại trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng. Hàng triệu hộ gia đình đã phải bật điều hòa trước thời hạn để thoát khỏi cái nóng, đẩy mức tiêu thụ điện của họ lên mức kỷ lục. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu da cam vào hôm thứ Tư về nhiệt độ cao ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và Hà Bắc. Một số thành phố ở tỉnh Sơn Đông, tỉnh đông dân thứ hai của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng. 100 triệu dân của tỉnh này phải bật điều hòa, khiến lượng điện tiêu thụ của tỉnh này tăng cao kỷ lục. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, nhiệt độ tại các tỉnh Hoa Bắc, Trung Trung Bộ và Hoa Đông sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong tuần này. Mức đỉnh của lưới điện Sơn Đông đã tăng lên 92,94 triệu kW vào thứ Ba, vượt qua mức đỉnh 90,22 triệu kW được thiết lập và lập kỷ lục mới. Reuters đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một báo cáo của CCTV. Lưới điện ở tỉnh Hà Nam lân cận đạt đỉnh 71,08 triệu kW vào thứ Hai, vượt qua mức kỷ lục 65,34 triệu kW của ngày hôm trước. Trong chuyến thăm nhà máy điện ở tỉnh Hà Bắc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc phải tăng công suất sản xuất than để kiên quyết chấm dứt tình trạng mất điện, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào cuối ngày thứ Ba.
sau độ trễ thông tin và điều mà cư dân mạng gọi là không ai hỏi Jin, do lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra ở tỉnh Sơn Tây gần đây không thu hút được sự chú ý rộng rãi của xã hội, tỉnh Sơn Tây đã tổ chức một cuộc họp báo và báo cáo thiệt hại trong việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vào thứ Ba. Có ít nhất 15 người đã thiệt mạng. Chính quyền tỉnh Sơn Tây cho biết trong một cuộc họp báo rằng, Sơn Tây đã trải qua trận lũ lụt mùa thu mạnh nhất kể từ khi các hồ sơ khí tượng bắt đầu và nhiều nơi đã trải qua lượng mưa dài hạn trên diện rộng và cường độ cao, với lượng mưa trung bình là 119mm lớn nhất, lượng mưa lên tới 285,2mm ở huyện Đại Minh, Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây. Có 18 khu vực trong tỉnh có lượng mưa vượt quá 200mm, trong đó Thái Nguyên, Dương Tuyền, Lâm Phần, Trường Trị và hầu hết các khu vực ở Tấn Trung đã lập kỷ lục lượng mưa tích lũy vào đầu tháng. Trong trận lũ này, tổng cộng 37 con sông ở tỉnh Sơn Tây bị ngập lụt. Các đường cao tốc, đường trục quốc gia và tỉnh cũng như hoạt động đường sắt bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Sông Phần, sông Uma, sông Cao và nhiều đoạn sông khác bị vỡ, dẫn đến các đoàn tàu phải tạm dừng. Báo chí Trung Quốc đưa tin ít nhất 1,7571 triệu người tại 76 quận huyện thành phố thuộc 11 thành phố trong toàn tỉnh bị ảnh hưởng. 15 người chết và 3 người khác mất tích. Hơn 120.000 người đã phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới gần 3,58 triệu hecta. Gần 20.000 ngôi nhà bị sập, gần 20.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 5,029 tỷ nhân dân tệ. Mưa lũ cũng khiến một số mỏ than, mỏ phi than, xí nghiệp hóa chất độc hại phải đóng cửa tạm thời, đình chỉ một số dự án đang xây dựng và đóng cửa tạm thời một số danh lam thắng cảnh. Sơn Tây là một tỉnh sản xuất than lớn ở Trung Quốc. Trước áp lực lớn từ tình trạng thiếu điện trên toàn quốc, chính quyền Trung Quốc mới đây đã ra lệnh cho hai khu vực sản xuất than lớn ở Sơn Tây và Nội Mông phải hành động ngay lập tức để tăng công suất sản xuất than thêm 160 triệu tấn để giải quyết nhu cầu cấp thiết về tình trạng thiếu điện dân dụng trong mùa đông. Một quan chức của chính quyền tỉnh Sơn Tây xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo từ chính quyền Trung ương yêu cầu 98 mỏ than ở Sơn Tây phải tăng sản lượng hàng năm thêm 55,3 triệu tấn vào cuối năm nay, Reuters đưa tin. Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã yêu cầu khoảng 51 mỏ than và đạt sản lượng cao nhất để duy trì sản lượng trong quý tư và tìm cách nâng công suất thêm 8 triệu tấn. Dự kiến, việc mở rộng công suất sản xuất sẽ làm tăng nguồn cung than thêm 20,65 triệu tấn. Tuy nhiên, lũ lụt đã gây ra thảm họa địa chất ở Sơn Tây và 60 mỏ than đóng cửa, gây thêm áp lực lên thị trường than vốn đã eo hẹp. Ngoài ra, Sơn Tây còn là một trong những tỉnh có nhiều di tích văn hóa nhất cả nước. Trong đó, thành cổ Ping Yao có lịch sử 2.800 năm và là điểm du lịch cấp 5A cao nhất ở Trung Quốc đã bị sập một phần bức tường bên trong, khiến các tầng lớp nhân dân lo ngại. Mặc dù mật độ dân số của trận lũ lụt ở Sơn Tây không cao bằng trận lũ lụt ở Hà Nam vào tháng trước và lượng nước tích tụ không sâu như ở Hà Nam, nhưng khu vực bị ảnh hưởng lại lớn hơn ở Hà Nam. Sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở Hà Nam năm nay, hầu hết các khu vực ở Sơn Tây cũng hứng chịu lượng mưa lớn sau kỳ nghỉ lễ, gây ra những thảm họa nghiêm trọng như lũ quét và lũ lụt. Mặc dù mật độ dân số bị ảnh hưởng ở Sơn Tây không cao bằng ở Hà Nam và nước tù đọng không sâu như ở Hà Nam, nhưng khu vực bị ảnh hưởng lại lớn hơn ở Hà Nam. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở tỉnh Sơn Tây và lượng mưa quá trình dao động từ 15,4mm đến 285,2mm. Lượng mưa ở 18 trong số 117 quận, thành phố, huyện trong tỉnh vượt quá 200mm. Trong đó, Thái Nguyên, Dương Tuyền, Lâm Phần, Thường Chi, Lự Lương và hầu hết các khu vực ở Tấn Trung đã lập kỷ lục về lượng mưa tích lũy vào đầu tháng và lượng mưa lớn nhất là xuất hiện ở huyện Đan Ninh, thành phố Lâm Phần. Đoạn Tân Cương ở hạ lưu sông Phấn Hà gặp đỉnh lũ lớn nhất trong 40 năm qua. Sông Uma, một nhánh trong khu vực của sông Phấn Hà, đã làm vỡ nhiều đập ở các quận Thanh Hư và Kỳ Tiên. 1,7571 triệu người tại 76 quận huyện của 11 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng, hơn 120.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 3 triệu hộ hoa màu bị ảnh hưởng, gần 20.000 ngôi nhà bị sập. Mưa lớn hồi đầu tháng đã gây ra thảm họa địa chất ở Sơn Tây, tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, gây thêm áp lực cho thị trường than vốn đã eo hẹp. Tại tỉnh Sơn Tây, 60 mỏ than, 372 mỏ phi than, 14 xí nghiệp hóa chất nguy hiểm và 1.035 dự án đang xây dựng bị đình chỉ trong mùa lũ. Có tin dự báo thời tiết, các địa phương cho biết, thời gian tới nhiệt độ tiếp tục hạ nhiệt, một số nơi nhiệt độ gần bằng không ở vùng núi bị lũ cuốn trôi không còn nhà cửa, nhà ở cũng là một vấn đề. Ngay cả khi nhà không bị sập,
chăn ga gối đệm bị ướt, ở nhiệt độ thấp cũng khó mà khô. Ngoài ra, thiên tai còn nhiều người dân bị ảnh hưởng. Các điểm tái định cư nằm rải rác nên khó thống kê được nhu cầu của người bị thiệt hại, chủ yếu phải dựa vào lực lượng xã hội để tiêu hóa. Khi lũ rút, những thách thức sẽ tăng lên sau khi các nạn nhân trở về, thời tiết lạnh hơn, vật liệu sinh hoạt thiếu thốn, các vấn đề cứu hộ và phục hồi tiếp theo sẽ nghiêm trọng hơn. Theo tờ Nhà Từ Thiện Trung Quốc, một số người tham gia cứu hộ cho biết, độ trễ thông tin là nhận thức chung của thế giới bên ngoài về thảm họa này. Các phương tiện truyền thông đưa tin về lũ lụt ở Sơn Tây không có tác động mạnh như lũ lụt ở Hà Nam. Một số nhà bình luận trực tuyến nói rằng trận mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài liên tục trong 60 giờ, nhưng không ai hỏi Jim. Người ta hy vọng rằng tình hình thiên tai sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi và giúp Sơn Tây chống lại lũ lụt và thiên tai. Theo các báo cáo, cư dân mạng phân tích rằng điều này có thể liên quan đến việc các phương tiện truyền thông địa phương thiếu đưa tin về thảm họa, thông tin không được lan truyền và không tạo thành điểm nóng trong lĩnh vực dư luận. Một số cư dân mạng cũng nói rằng lũ lụt ở Hà Nam cũng do mưa lớn ở Trịnh Châu, trong khi lũ lụt ở Sơn Tây ảnh hưởng chủ yếu đến các quận, thành phố và vùng nông thôn và sự chú ý tương đối yếu. Theo báo cáo từ Bloomberg và Tân Hoa Xã, cuộc họp nói trên do Lý Khắc Cường chủ trì đã triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai và đảm bảo một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu trong cả năm. Cuộc họp chỉ ra rằng, trước tình hình môi trường quốc tế phức tạp và gay gắt với lạm phát trầm trọng như hiện nay, Trung Quốc phải tập trung vào công việc của mình, bình ổn giá cả là điều cốt yếu để ổn định thị trường kinh tế chung.